Xin chào các bạn, mình là Thiên Phúc cùng với bạn Ngọc Trinh, lớp Phúc Đinh IK43 sẽ giới thiệu và phân biệt hội chứng thận hư Nephrotic Syndrome và hội chứng viêm thận Nephritic Syndrome theo phương pháp ABC. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm mô học của vi cầu thận, glomerulus. Nhìn chung, mỗi vi cầu thận được cấu tạo gồm 3 thành phần chủ yếu. Một là lớp màng lọc vi cầu thận, glomerular membrane hai là các tế bào gian mao mạch (mesangial cell) và ba là bộ máy cận vi cầu thận (juxtaglomerular apparatus). Ở đây chúng ta quan tâm nhiều đến màng lọc vi cầu thận. Đó là một màng lọc cấu tạo gồm 3 lớp thành phần. Lớp thứ nhất là lớp tế bào nội mô bao gồm các tế bào thủng lỗ, mỗi lỗ có kích thước khoảng 70 angstrom. Lớp thứ hai là lớp màng đáy tích điện âm và lớp thứ ba là lớp tế bào có chân dính chặt vào màng đáy. Do đó thông thường các chất kích thước lớn và tích điện âm như protein huyết tương và hồng cầu không bị lọc qua màng lọc cầu thận. Trong các bệnh lý vi cầu thận và viêm cầu thận, màng lọc vi cầu thận bị tổn thương do sự hiện diện của các kháng thể nội sinh, đó là các kháng thể tự miễn hoặc các kháng thể ngoại sinh, lại là các kháng thể chống lại một tác nhân ngoại lai nào đó. Các kháng thể có thể tạo thành phức hợp kháng thể kháng nguyên đối với thành phần của màng lọc vi cầu thận, như hình bên trái, hoặc tạo thành vất hệ kháng thể kháng nguyên trong máu rồi lắng động làm tổn thương lớp màng lọc vi cầu thận như hình bên phải. Cho dù bất kể cơ chế nào thì kết quả là đều dẫn đến sự tổn thương màng lọc vi cầu thận. Trong đó, các tế bào có chân bị thu ngắn các chân của nó và dần dần tách khỏi lớp màng đáy, dẫn đến tăng tính thấm của màng lọc vi cầu thận đối với protein huyết tương và các tế bào máu như hồng cầu, bạch cầu, cuối cùng dẫn đến triệu chứng protein niệu và đáy máu ở bệnh nhân. Bây giờ, chúng ta đã sẵn sàng phân biệt các đặc điểm khác nhau giữa hội chứng thận hư, nephrotic syndrome, và hội chứng viêm thận, nephritic syndrome, theo phương pháp ABC. Về hội chứng thận hư, bệnh căn được chia làm hai loại. Nguyên phát gặp trong bệnh nhân có bệnh thận có tổn thương tối thiểu, bệnh vi cầu thận màng và bệnh sơ hóa cầu thận từng ổ cục bộ. Còn thứ phát là do bệnh nhân đã có tiền sử bệnh trước đó, như bệnh nhân bị đái tháo đường, lupus ban đỏ, một số thuốc và độc tố có ảnh hưởng đến thận như penicillin và captopril. Bệnh nguyên của hội chứng thận hư là tổn thương màng lọc vi cầu thận. Còn về sinh lý bệnh của hội chứng thận hư, đó là do màng lọc vi cầu thận bị tổn thương, tính thấm của màng lọc đối với protein huyết tương tăng lên, dẫn đến triệu chứng protein xuất hiện trong nước tiểu trên 3,5 gram trong vòng 24 giờ. Sự mất protein huyết tương này kích thích gan tăng cường sinh tổng hợp thêm protein huyết tương, dẫn đến tăng lượng lipoprotein tỷ trọng thấp trong máu, làm tăng nguy cơ sơ vữa động mạch ở bệnh nhân bị hội chứng thận hư. Sự mất protein niệu làm giảm áp suất keo ở mao mạch ngoại vi, dẫn đến thoát dịch vào mô kẻ, gây tình trạng phù toàn thân rất nặng nề. Dấu hiệu ấn phù xuất hiện trước tiên ở hai chi dưới. Mặc dù đều do sự tổn thương màng lọc vi cầu thận, hội chứng viêm thận có liên quan đến sự tổn thương màng lọc đặc trưng bởi phản ứng viêm cấp tính. Nhìn chung, mức độ tổn thương màng lọc ở hội chứng này nặng nề hơn so với hội chứng tận hư. Bệnh căn của hội chứng viêm thận được chia làm hai loại. Nguyên phát chủ yếu gặp ở bệnh nhân bị viêm vi cầu thận sau nhiễm trùng cấp tính, thường có liên quan đến sự xâm nhiễm nhóm liên cầu khuẩn tán huyết beta nhóm A. Còn thứ phát chủ yếu gặp ở bệnh nhân bị lupus ban đỏ. Bệnh nguyên có hội chứng viêm thận cũng là tổn thương màng lọc vi cầu thận, nhưng ở mức độ nặng hơn và liên quan chặt chẽ đến phản ứng viêm cấp còn về sinh lý bệnh của hội chứng viêm thận, tình trạng viêm cầu thận cấp gây ra sự ứ động bạch cầu và các tế bào viêm ở màng lọc vi cầu thận. Hương tổn này vừa làm tăng tính thấm của màng lọc nhưng lại vừa làm giảm độ lọc cầu thận, do giảm lưu lượng máu đến thận. Giảm độ lọc cầu thận dẫn đến triệu chứng thiểu niệu ở bệnh nhân bị hội chứng này. Các tế bào máu như hồng cầu, bạch cầu và protein huyết tương đều bị mất qua nước tiểu do sự tăng tính thấm của màng lọc nhưng do giảm độ lọc cầu thận, lượng protein trong nước tiểu ít hơn so với hội chứng thận hư, ở nồng độ dưới 3,5g trong vòng 24 giờ. Điều này cũng gây ra tình trạng phù toàn thân ở mức độ nhẹ đến vừa. Một trong các biến chứng của hội chứng viêm thận là tăng huyết áp, đó là do sự tăng hoạt động của hệ thống renin angiotensin aldosterone gây co mạch ngoại biên và tăng giữ muối, giữ nước. Tóm lại, hội chứng thận hư và hội chứng viêm thận là hai hội chứng thường gặp trên bệnh nhân bị bệnh lý vi cầu thận và viêm vi cầu thận. Tuy nhiên, hai hội chứng này liên quan đến các nhóm bệnh lý khác nhau. Vì vậy, việc phân biệt hội chứng thận hư và hội chứng viêm thận là bước đầu quan trọng gợi ý chẩn đoán và hỗ trợ điều trị hiệu quả trên bệnh nhân. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.